chú em tôi là tên là Đoàn Ba, sinh năm 1950. Tôi hy vọng cuối cùng đời mình tìm được em mình, mong chừng đó thôi. Khó quá. Kính chào khán thính giả và các nhà hảo tâm của Như Chuyên Hài Cốc Của Chi Ly. Thì hiện tại là Như Chuyên Hài Cốc Của Chi Ly nhận được cuộc gọi đăng ký tìm người thân của ông Đoàn Sơn là đã thất lạc một người thân trên 70 năm. Và bây giờ thì con kết nối cái cuộc gọi này là để hy vọng là ông sẽ kể cho Như Chuyên Hài Cốc Của Chi Ly cũng như là quý khán thính giả là nghe về cái câu chuyện thất lạc của gia đình mình. Thì không biết là bây giờ là ông đang ở đâu và ông có thể giới thiệu sơ lược về bản thân của mình được không ạ? Tôi là Đoàn Sơn, hiện nay tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1952 là khi đó ba tôi là tên ông Đoàn Chỉ Mùi là ở Tây Bằng thì bị Pháp đánh thương, bị thương rất nặng và coi như là bị chấn thương nhiều nơi rất nặng, cho nên đi xuống Hội An để chữa bệnh, nhưng mà vì nghèo quá cho nên như là ba ở Trại Tế Bằng. Trại Tế Bằng là cái nơi của những người mà nghèo khổ và không có gia đình, không có nơi nương tựa. Cái Trại Tế Bằng nó cách đây mười mấy năm thôi còn, nhưng mà thì cũng thay đổi khác nhiều, nhưng khu vực nó vẫn còn. Năm 1952 thì mẹ tôi đi xuống thăm ba tôi, và trong cái đi thăm đó thì chỉ có mấy ngày sau mình mất cho nên tôi có hai anh em. Chú em tôi là tên là Đoàn Ba, sinh năm 1950. Và khi mẹ tôi mất á thì ba tôi là bệnh rất nặng, mà ở trong Trại Tế Bằng á thì là không có người thân quen nào hết. Có nhắn về với bà con họ hàng ở trong quê á thì nhờ giúp đỡ lưu dân, nhưng ai cũng nhận tôi thôi vì tôi còn có thể sai khiến được. Còn em tôi cũng quá nhỏ, mới có hơn 2 tuổi, tới cùng ta tính 3 tuổi rồi, cho nên là không ai nhận. Rồi sau đó có một người phụ nữ kêu là con của xã Ban ở Hội An, mặc một bộ đồ trắng và tới thì là nói là vì gia đình không có con nên ở nhà nhận nuôi lại để như thế. Đây là cô Liễu. Thế rồi sau khi ba tôi lành bệnh á, hết bệnh á, thì ba tôi có đi tìm cái bà Liễu đó, mà tìm không được vì thật sự đó bà Liễu không phải con của xã Ba, đó là vấn đề, không phải con của xã Ba. Thì ba tôi nghĩ rằng có lẽ người ta sẽ đưa đi qua tới Tâm Kỳ gì đó, từ Hội An đi qua Tâm Kỳ khoảng 60 cây số. Cho nên hồi đó ba tôi cũng nghèo, khó khăn lắm, cho nên nhớ là đi bán bánh mì ở Hội An, mà từ thành phố Hội An mà đi bán bánh mì đi vô tới Bình Thiện, rồi đi qua tới Con Lâu, nói chung là đi tới Tâm Kỳ luôn. Trong vòng 6 tháng thì không có tâm tích gì hết. Dạ, rồi cho con hỏi á, là khi mà ông Đoàn Ba được cho đi thì cái ông có nhớ sơ lược về ví dụ giống như là trên cơ thể của em trai mình á là có những cái vết son, vết thẹo hoặc là có cái đặc điểm ngoại hình nào mà nổi bật dễ nhận biết không ạ? Không, vì hồi đó còn nhỏ, tôi thì luôn luôn cẩm, chú ấy thích cẩm lắm, trời mưa trời gió gì cũng cẩm, nghĩa thì anh em cẩm nhau chạy ào ào vậy thôi chứ cũng chả chú ý gì về vấn đề đi có người bình thường. Và hồi đó mình cũng nhỏ, không quan tâm về vấn đề nữa, chứ không có cái đặc điểm gì gọi là như khuyết tật hay là như có cái điểm gì hết, vì còn nhỏ có gì bình thường, tâm lý bình thường như vậy đó. Thậm chí là không có cái gì như là vết tích gì về vấn đề tai nạn gì hết,
Vậy con sẽ tổng kết lại một lần nữa xem có thiếu bất cứ thông tin nào không nha. Ông nghe giúp con. Thì tức ông tên là Đoàn Sương, sinh năm 1945, là đăng ký đi tìm người em tên là Đoàn Ba, sinh năm 1950. Dạ, quê quán của hai anh em mình á, là ở Điện Quang, tỉnh Quảng Nam. Thân sinh là hai cụ Đoàn Chỉ Mùi và Phạm Thị Hoạt. Vào năm 1953 thì gia đình của mình là cha thì bị thương nặng cho nên được đưa vào trại tế bần Hội An tại nằm trên đường Trần Quý Cáp. Và mẹ thì trong quá trình mà đi tới thăm cha thì là cũng bị bệnh cho nên là mất. Thì sau đó là hai anh em của mình là được cha nhờ những người họ hàng chăm sóc. Nhưng mà ông thì có lớn tuổi, ông là đã có nhận thức rồi cho nên là được họ hàng nhận nuôi chăm sóc. Còn người em của mình là được cha cho đi ngay tại trực tiếp ở trại tế bần Hội An cho một người phụ nữ tên là Liễu. Và nhận người phụ nữ tên Liễu này á, là họ người đó nhận họ là người thân của ông lý trưởng tại Hội An tên là Ban, đúng không ạ? Dạ rồi. Thì bây giờ là tụi con là đã nhận được cái hồ sơ của gia đình mình và sẽ tiến hành tìm kiếm ông nha. Thì bây giờ con sẽ đọc cho ông cái mã số hồ sơ của mình luôn. Là ông ghi giùm con được không? Ông có giấy viết ở đó không? Đó, đó, Dạ. đó, 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 Cái mã số hồ sơ của mình là MS28000. Dạ. Là tên hồ sơ là Đoàn Sương, tìm em Đoàn Ba. Thì không biết là ông có cái lời nào muốn nói với lại khán thính giả hoặc là những cái người quý vị đang xem như chưa hề có cuộc chia ly để mà hỗ trợ ông tìm kiếm người em của mình không ạ? thật ra tôi vô cùng bất ngờ. Và tôi hy vọng cuối cùng đời mình tìm được em mình. Ông chừng đó thôi. Khó quá. Đó, tôi chỉ mong chừng đó. Và vô cùng cảm ơn chương trình đã có sự quan tâm đấy, công viên này. Thì tụi con sẽ cố gắng hỗ trợ mình trong cái việc tìm kiếm em trai nha. Thì bây giờ là nếu mà có bất cứ thông tin gì thì chính con là anh Thi, con sẽ chủ động liên hệ lại với ông nha. Được không? Vâng. Con chúc ông nhiều sức khỏe. Cảm ơn cháu. Con chào ông ạ. Con chào cả nhà mình ạ. Như chị hề của cuộc chia ly, tìm kiếm để đoàn tụ thân nhân hoàn toàn miễn phí. Mọi kinh phí hoạt động đều từ nguồn ủng hộ của xã hội. Như chị hề của cuộc chia ly mong muốn trở thành hoạt động nhân đạo đầu tiên do các cá nhân nuôi nấng bằng sự tham gia đều đặn định kỳ. Bạn hãy góp sức để như chị hề của cuộc chia ly tiếp tục tìm kiếm và đoàn tụ cho những người Việt còn chịu ly tán. Hãy góp một ổ bánh mì mỗi tháng, tương đương 20.000 đồng một tháng, để cùng làm nên 6 đến 12 cuộc tìm ra hàng tháng, mà live show vào tối thứ hai đầu tháng sẽ là nơi diễn ra những cuộc đoàn tụ tiêu biểu như trong mơ.